Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên các quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại dịch vụ, đất quốc phòng, an ninh kết hợp với kinh tế, đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh được thể chế hóa trong dự thảo luật đất đai 2013 sửa đổi. Đây là nội dung được các đại biểu đề cập tại hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi do Viện Nghiên cứu Lập pháp phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức vào sáng nay nhằm tìm kiếm các giải pháp quản lý và giải quyết những vướng mắc phát sinh. Chùa Tam Trúc được biết đến là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Và đây cũng là tâm điểm của khu du lịch tâm linh Chùa Tam Trúc, là quần thể du lịch tâm linh trọng điểm nối liền 4 tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình. Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước đã xuất hiện vướng mắc trong phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính đối với chủ sử dụng đất, cả trong trường hợp đất sử dụng hỗn hợp và đất sử dụng kết hợp. Tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta sẽ đi xuống Tam Trúc ạ. Thì bây giờ nó lại vừa chúng ta hiểu rằng là đấy là chùa, nhưng mà đấy là vừa khu du lịch nhưng mà cũng là kinh doanh. Vậy thì trong cái đất đó, cái khuôn viên nó rất là đẹp, có sông cả nước. Vậy thì đất phân biệt nào là cho du lịch, đất cho kinh doanh và đất cho chùa thế nào để tính thuế là cực kỳ khó khăn. Theo nghị quyết 18, luật đất đai sẽ sửa đổi theo hướng xây dựng quy định quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Các chuyên gia cho rằng việc này sẽ làm tăng thêm giá trị sử dụng đất, tránh thất thu thuế. Về mặt quản lý nhà nước thì càng chi tiết, càng rõ ràng thì càng dễ quản lý, thì nó phát huy được là thu đúng, hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và nhà nước. Đấy, tránh cái tình trạng là chúng ta tất cả trong đó có rất nhiều mục đích khác nhau nhưng mà chúng ta chỉ thu một mục đích. Ví dụ như là ở trong đấy nó có thể đất dành cho gửi xe chẳng hạn, thì chúng ta có thể đất này là đất kinh doanh, chúng ta thu thuế mà không phải là chỉ thu một lần và thu hàng năm. Nếu quy định đất sử dụng đa mục đích thì nó có cơ chế pháp lý để điều tiết cái nguồn thu một cách rất cụ thể rõ ràng. Và nó tránh cái việc đánh đồng giữa cái đất này mục đích chính cho mục đích nông nghiệp nhưng thực ra lợi nhuận lại được tạo ra lại từ cái đất mà ở trên đó dù chiếm diện tích nhỏ nhưng lợi nhuận làm ra thì lại rất lớn, có thể giải quyết được những tồn tại lịch sử, tận dụng cái nguồn thu. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên quy định đất sử dụng đa mục đích đã được đưa vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, cần làm rõ nguyên tắc để xác định đất sử dụng đa mục đích. Ngoài ra, cũng cần có quy định cụ thể đối với các loại đất có thể kết hợp mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất đa mục đích trong trường hợp các loại đất trên cùng một thửa đất có thời hạn sử dụng khác nhau nhằm phát huy tối đa mục đích sử dụng đất.